Hôm nay hãy cùng Kim Hoa tham khảo chi tiết vách TV bằng lam sóng và tấm PVC vân đá sẽ được thực hiện như thế nào nhé. Đây là tình trạng tường trước khi thi công đã được xử lý sạch sẽ bằng phẳng bằng sơn nước bề mặt. Mới vào thì đã gặp ngay cái ổ điện rồi. Các anh chị tháo phần nắp ra nhé. Sau đó tiến hành đo đạc và cắt tấm ốp theo kích thước chuẩn xác. Dùng keo hai mặt dán đều ở mặt sau của tấm ốp, sau đó thêm keo xây dựng chuyên dụng lên. Giờ thì chúng ta tiến hành ốp vào tường. Vì tường này đã được sơn nước sạch sẽ nên chỉ cần dùng keo là tấm ốp đã được cố định chắc chắn rồi, không cần thêm con ke nha các anh chị. Như mẫu hoàn thiện ban đầu thì các anh chị có thể thấy lam sóng sẽ được lắp thành một khung bao quanh tấm PVC vân đá, nên anh thợ đang thực hiện ốp phần lam sóng phía trên. Cứ tiếp tục thực hiện cho đến xong phần tấm ốp lam sóng là được. Tiếp đến là phần PVC vân đá, các anh chị đo và cắt theo kích thước cần dùng. Sử dụng keo hai mặt và keo xây dựng đa năng vào mặt sau của tấm ốp. Sau đó mình ốp trực tiếp lên tường nhé. Dùng thêm nẹp chữ H ở vị trí tiếp nối giữa hai tấm ốp để tăng tính thẩm mỹ cho công trình. Tiếp tục ốp tấm PVC vân đá cho đến hết phần tường là xong. Bây giờ dùng thêm cái nẹp nhựa để che đi phần mặt cắt của tấm ốp lam sóng nha các anh chị. Đừng quên bôi thêm keo silicon ở phần tiếp xúc giữa tấm lam sóng và tường, giữa lam sóng và tấm PVC. Việc này giúp che vết hở và tránh bụi bẩn bám vào các khe hở gây khó vệ sinh nhé. Như vậy là đã xong rồi. Cảm ơn đã xem video. Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam.